Vâng, bản thiết kế tôi đã hoàn thành. Vâng, sáng mai tôi sẽ gửi sếp bản final. Dạ vâng. Không quay chụp. Là người bảo an. Mau đi lấy lời khai. Vâng sếp. Mời anh ra ngoài. Tôi là phóng viên báo hình sự, tôi muốn được vào trong. Đề nghị anh ra ngoài, tôi cần bảo vệ hiện trường. Báo cáo, không tìm thấy hung khí, hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Hàng ngày anh ta vẫn lên núi để lấy củi và tìm kiếm một số cây thảo dược, không có điều gì đáng nghi trong lời khai. Không xong rồi, một kỳ án không dấu vết, không manh mối, không động cơ. Một vụ án đi vào ngõ cụt. Hiện tại anh đang cư trú ở đâu? Nhà tôi ở dưới chân núi. Khi phát hiện ra thi thể, anh có thấy ai xung quanh không? Dạ, lúc đó hoảng quá, tôi không thấy ai cả. Alo, tôi thanh tra trường, thám tử C. Lóc Huy. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Kỳ án không manh mối, thì hiện trường sẽ giúp ta phác họa chân dung hung thủ. Xin lỗi, tôi có thể phỏng vấn anh vài câu được chứ? Nạn nhân là Trung, 24 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty thực phẩm. Tính tình hòa đồng, hiền lành, không thù oán với ai. Nạn nhân đã mất tích được 3 ngày. Để tôi một mình. Nhìn ra chỗ khác. Nhưng tôi có nói gì đâu. Nhưng não anh thì có. Thi thể bị kéo lê tới đây, thiêu rụi toàn bộ chứng cứ. Hình thức ra tay rất tàn độc. Mùi carbon monoxide. Không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Một vụ án thực sự rất thương tâm. Đây là nhân chứng. Sáng nay, tôi lên núi hái thuốc và nhặt củi khô như mọi khi. Bỗng, từ xa tôi thấy... À,
tâm thái, lời khai, động cơ gây án của hung thủ vẫn là một ẩn số. Thi thể không toàn vẹn, thủ đoạn ra tay của hung thủ thực sự rất tàn bạo và khủng khiếp. Thám tử Xê Lốc Huy, qua khám nghiệm tử thi, trong dạ dày của nạn nhân phát hiện vẫn còn thức ăn chưa tiêu hóa hết. Điều này cho thấy nạn nhân bị sát hại không lâu, ngay sau khi mất tích. Vụ án đã hoàn toàn không có dấu vết. Áp lực từ phía báo chí và dư luận rất lớn. Tôi e... Hung thủ là nam giới, trong độ tuổi từ 18 đến 25. Mau ghi vào. Rõ. Dáng người gầy nhưng săn chắc, tính cách quái dị, đặc biệt thích xem các ấn phẩm 18 cộng, lối sống buông thả, bừa bộn. Ngoài ra, hung thủ xuất thân từ một gia đình tan vỡ, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người cha. Trong quá khứ, đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh bạo hành, cãi vã từ cha mẹ. Quan hệ gia đình lạnh nhạt, cộng thêm sự thờ ơ và vô trách nhiệm từ người cha, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của hung thủ thời thơ ấu. Hắn là một tên biến thái, có dấu hiệu về bệnh tâm thần. Các tội phạm dạng này thường rơi vào ba loại động cơ: thống trị, thao túng và kiểm soát. Săn đuổi đến khi con mồi hoàn toàn kiệt sức. Nguyên nhân phạm tội thường do thất bại trong sự nghiệp và tình cảm. Người phạm tội thường bị đối xử bất công, phần lớn đều bị ngược đãi về mặt tinh thần hoặc thể xác. Vì vậy, họ sẽ vẽ ra ảo tưởng về chính mình, tự coi mình là người có quyền thực thi công lý, làm hại người khác để bảo vệ mục đích cá nhân. Dựa vào các vết thương trên thi thể, hung thủ có mối quan hệ quen thuộc với nạn nhân. Vì quá tức giận nên hắn đã dùng thủ đoạn hủy hoại thân thể một cách phi nhân tính. Hiện trường là một nơi vắng vẻ, hoàn toàn khác cung đường từ công ty về nhà của nạn nhân, chứng tỏ đã có một cuộc hẹn bí mật. Đây là đầu mối quan trọng khi thi thể có dấu hiệu bị xâm hại, nên khả năng rất cao nạn nhân là một người đồng giới và nghi phạm tình nghi số 1 là bạn trai của nạn nhân. Cũng không ngoại trừ khả năng hung thủ là một người khác nhưng có quan hệ quen biết, đang theo đuổi và có tình cảm rất lớn với nạn nhân. Kiểm tra tất cả các CCTV trên các tuyến đường chính bán kính 3 km quanh khu vực hiện trường, chắc chắn sẽ có thêm đầu mối trong quá trình lấy lời khai của nghi phạm. Mau xác định các mối quan hệ của nạn nhân, triệu tập ngay các nghi phạm để lấy lời khai. Rõ sếp. Khi chân tướng thực sự được hé mở, đằng sau nó đều là những câu chuyện rất đáng buồn. Phải chăng ẩn sâu sau mỗi hành vi phạm tội đều là những mảnh đời có quá khứ đau thương? Thảm án tại núi Giang Tây, hung thủ đã xa lưới pháp luật. Sau nhiều giờ đấu tranh lấy lời khai, cộng thêm những bằng chứng từ phía cảnh sát, hung thủ đã cúi đầu nhận tội. Được biết, hắn là bạn trai của nạn nhân. Do phát sinh mâu thuẫn và không kiểm soát được cảm xúc, nên hắn đã ra tay với chính người tình của mình. Mọi thông tin chi tiết về vụ án, chúng tôi sẽ cập nhật ở bản tin sau.
thể bỏ nó lại. Mọi người ơi, mau ra hết đây. Kẻo mưa. Tôi thấy nó ở bãi rác khu phía đông. Đáng thương quá. Nhìn yêu thế này, sao ai lại lỡ bỏ nó đi? Ác thật sự. Tôi nghĩ người ta có nỗi khổ riêng. Thế đứa bé này, giờ ông tính sao? Người ta bỏ nó, tôi nuôi. Từ giờ, nó sẽ là con trai của tôi. Tôi sẽ là gì nuôi của nó? Mà ông định đặt tên nó là gì? Lupin, mọi người thấy sao? Hay, được hay. Có lẽ đây thực sự là ý trời, là định mệnh của khu xóm chúng ta. Rồi sẽ là chú nuôi của nó. Chúng ta sẽ cùng nuôi nó trưởng thành. Cho tôi bé phát xem nào. Nào, từ cái đằng này. Đỡ thôi, nào có đâu rồi. Không, bây giờ hả? Ôi, con ơi. Đưa tôi bế cho. Ông bế cả đêm qua rồi đây. Bế gì bế nhiều nhỉ. Đánh nhau không? Đánh nhau. Anh Trung, ra phụ em một tay. Cái gì? Đi làm đi. Mấy ông thấy tao đang bận à? Ôi trời, thương thương. Nào, đây chú Thông rồi đây. Xong rồi. Ơ, công này. Không bế được thì đưa đây. Đi vệ sinh bế theo làm gì? Nhẹ tay thôi. Ê, không bế được thì đưa đây. Ê, sau này phải khỏe mạnh giống chú nhá. Yên tâm, hàng tối nay sẽ về với ông. Ê, hàng bên tôi thì không phải lo à? Ok chưa? Chào gì Hà. Chào chú Tuyến. Đâu về đây con? Sao thằng nào cũng chậm lại thế? Tối nay tôi qua nhà ông. Chú chúc xe. Vay tiền không? Nó mơ ạ. Sao? Yêu như nào? Chú Trường. Nay dì sẽ cho con thưởng thức một món mới. Dì nói vậy tự nhiên con hồi hộp thế. Dì nấu ăn ngon thế này, sao không cùng mọi người mở một quán ăn? Con tin sẽ rất đông khách cho mà xem. Chà bố anh, chỉ nịnh là giỏi. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng của mình. Và dì tin đây là cuộc sống, là số mệnh riêng của dì. Lupin, con ôn thi đến đâu rồi? Sao giờ con ngồi đây? Con không thi đại học. Con không muốn đi theo con đường đấy. Con nói vậy là sao? Học hành là cách tốt nhất để trở thành một người tốt, một người có ích, con hiểu không? Kìa cái ông này, to tiếng thế. Có gì từ từ nói thôi chứ. Phải đấy. Bớt lại đi ông già. Cậu thì biết cái gì? Chặt tôi đi. Vẫn rách việc như trước. Học hành để trở thành người tốt. Vậy không học sẽ thành người xấu phải không ba? Mọi người ở khu xóm này cũng đều là người tốt đấy thôi. Mày! Có gì từ từ bảo ban nó. Cô
con xin lỗi. Lupin, con. Ông. Lupin, con ơi. Có chuyện gì vậy? Con đừng buồn. Dì biết và hiểu những gì con đang nghĩ. Ba con tính quyết đoán vậy thôi. Chứ ổng làm vậy cũng vì muốn tốt cho con. Cứ từ từ, để dì nói chuyện với ông ấy. Dù con có quyết định như thế nào, dì và mọi người sẽ luôn ủng hộ con. Phải đấy. Con cảm ơn dì. Cảm ơn mọi người. Chúng ta cũng đã từng trải qua quãng thời gian tuổi trẻ đó. Ông hiểu mà, phải không? Tôi thấy nó có cá tính rất giống ông. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình quá. Tôi muốn nó có một cuộc sống đàng hoàng, sau này có một gia đình ấm êm hạnh phúc, luôn luôn ngẩng cao đầu, đêm về ngủ mà không phải lo rằng liệu ngày mai có kẻ thù đến tìm nó hay không. Tôi muốn nó thoát khỏi cảnh này, dù nó có hận tôi, có ghét tôi, tôi cũng chấp nhận. Tôi hiểu, bậc làm cha mẹ, ai mà chả muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, thành danh và có ý nghĩa cho xã hội. Ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi số mệnh đã chọn nó. Nó lớn rồi, nó sẽ tự hiểu và tự quyết định được con đường của mình. Hãy luôn ở phía sau, ủng hộ và hậu thuẫn nó. Con trai, bà nghĩ đã đến lúc rồi. Tuyệt kỹ hóa trang, hay còn gọi là thuật giả dạng, là hình thức phác họa trên khuôn mặt, trên cơ thể, trên trang phục nhằm mục đích giúp con có thể trở thành nhân vật con muốn. Trẻ có thể hóa thành già, nam có thể hóa thành nữ, thậm chí trẻ con hoặc con người có thể biến thành yêu ma quỷ quái. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Tuyệt vậy sao ba? Con nên nhớ có 8 điều cốt lõi trong hóa trang. Đó là khuôn mặt, sắc mặt, trán, lông mày, mắt, mũi, miệng và nếp nhăn. Khi đã hóa trang được rồi, con sẽ phải tìm hiểu về tính cách, nội tâm nhân vật. Có 2 yếu tố cấu thành tính cách, đó là hệ thống cử chỉ và hệ thống thái độ. Mỗi một nhân vật, nó đều được khắc họa chiều sâu bên trong. Nó như một điểm quy tụ mà con cần. Con hiểu những gì ba nói chứ? Wow. Học kiểm soát cơ thể, giãn toàn bộ cơ bắp và cảm nhận nó như một dòng nước chảy vô tận trong người. Có như vậy, con có thể biến chuyển trạng thái cơ thể theo ý mình muốn. Tốt lắm, tốt. Cảm nhận sự di chuyển như trên một đại dương, nhẹ nhàng như một cơn gió. Một sóng,
2, 3, 4, 5. Tiếp tục. Giờ làm thử cho ba xem. Ba có nhận ra con không? Tốt lắm con trai. Trò chơi bắt đầu. Giữ nguyên tay, không được hạ xuống. Dì ơi, con mỏi tay quá. Mỏi cũng không được hạ. Người và tay hợp nhất. Hãy thả lỏng tâm hồn. Tâm trí của con hòa trộn vào bộ phận dù là nhỏ nhất trên cánh tay. Tiếp tục đi. Cảm nhận nó. Kết cấu của từng ngón tay, từng khớp tay, hai tay như một. Sự đồng nhất này sẽ mang lại cho con sự linh hoạt. Khi chạm tới cảnh giới cao nhất, mọi thứ con làm có thể trở nên vô hình và yếu tố quyết định nên tất cả. Quan trọng nhất là tốc độ. Xác định được vị trí, mục tiêu và lướt qua như một cơn gió, không tiếng động, không chần chừ và không lộ cảm xúc. Quan sát kỹ nhé. Giờ tới con. Không ổn rồi. Ờ, ví tiền của tôi. Thằng kia. Đứng lại. Này. À, đâu rồi? Chết tiệt. Nó thực sự là người được chọn. Rất đặc biệt. Theo ta, khi bất ngờ nhận được một niềm vui nào đó, như nhặt được tiền, trúng số hay nhận được thưởng, con người thường cho rằng họ đã gặp may mắn. Nhưng thực chất, may mắn là gì? Nó chỉ đơn thuần là xác suất thống kê. May mắn sẽ tiếp tục may mắn. Xui xẻo sẽ luôn đi kèm xui xẻo. Sao lại có thể ra được như vậy? Một người đã thắng 2 lượt liên tục sẽ có cơ hội thắng 57% ở lượt tiếp theo. Nhưng một người đã thua 2 lượt liên tục thì cơ hội thắng ở lượt tiếp theo chỉ còn 40%. Như khi con bị bao vây, hãy dựa lưng ngay vào tường. Xác suất bị tấn công từ phía sau là 0%. Tỷ lệ quan sát mục tiêu lập tức tăng lên 100%. Con đã bắt đầu lấy lại được thế thượng phong. Chủ động lao vào tấn công tên yếu nhất. Xác suất mở đường thoát khỏi vòng vây là 50% và xuống còn 20%. Nếu con tấn công phải tên mạnh nhất, tính được xác suất, con sẽ luôn nắm được thế chủ động. Con sẵn sàng. Yeah! Trong một trò chơi, nếu biết chắc chắn mình sẽ thua thì đừng chơi. Và ngược
ngược lại. Con hiểu rồi. Đã đến lúc con cần biết về thuật thao túng tâm lý, được xem là trạng thái và cảm xúc của con người. Nó bao gồm ý chí, suy nghĩ và cảm xúc của mỗi cá nhân. Tâm lý được coi là phương thức hữu quan để điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người. Kiểm soát được nó là con hoàn toàn có thể làm chủ được mục tiêu. Con người ai cũng sẽ có điểm yếu về tâm lý. Khi nắm được, con hoàn toàn có thể bóp méo được nó, thậm chí bẻ cong sự thật. Khi một mục tiêu hoặc nạn nhân bị thao túng tâm lý, họ sẽ không điều chỉnh được hành vi của mình. Bản thân lúc đó sẽ không phân biệt được đúng sai. Họ hành động và suy nghĩ theo chiều hướng bị động, hoàn toàn mất nhận thức về điều mình sẽ và sắp làm. Và người chủ động ở đây chính là con. Người sẽ làm chủ được bàn cờ. Mắt nhìn thẳng, chân trái bước lên một bước, vào thế thủ. Khi ra đòn bằng tay phải, cổ tay phải chắc, tay trái vẫn giữ ngang mặt để tạo thế phòng thủ. Vai thẳng sát với má. Chân trái là chân trụ. Phần chân phải và phần eo phải có độ dướn thì lực tung ra mới mạnh. Nếu đấm tay trái thì cũng thế như này. Quát lên. Tốc độ là thứ quyết định tất cả, còn cần nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Thả lỏng cơ thể, khép trỏ sát người, giữ trung lộ, tiền phát chế nhân. Yeah! Rồi cảm xúc vào những cú đấm, mạnh tay lên. Tiếp tục đi, thêm 4 hiệp nữa. Đàn ông gì yếu đuối đấy, tiếp. Lòng nhân ái là một phẩm chất, là tình yêu thương giữa con người với con người, là sự chia sẻ, cảm thông lúc hoạn nạn, luôn giúp đỡ và san sẻ với nhau. Và đó cũng chính là lý do tại sao 25 năm về trước, bà đã đem con về. Lòng nhân ái luôn có ở trong mỗi con người.
và xuất phát từ chính tấm lòng, chính trái tim, với mong muốn giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại thứ gì. Đó chính là niềm tin, hy vọng của sự yêu thương, san sẻ, thấu hiểu mà trời cao đã ban cho mỗi con người, để mỗi người có thể dùng sự yêu thương của riêng mình để đi yêu thương, san sẻ, giúp đỡ những người khác. Có vậy, con sẽ thấy hạnh phúc. Ngoài kia là một xã hội đầy rẫy những bất công, sự đàn áp và ghẻ lạnh dành cho những tầng lớp thấp kém như chúng ta. Hãy luôn dũng cảm và đứng về phía kẻ yếu. Cảm ơn ba và mọi người. Ông già, nhìn gì? Thích bị mút mắt không? Già rồi còn gân à? Xăm trổ à? Gấu chó, gấu mèo à? Các cậu muốn gì? Chúng tôi muốn Innova chút được không? Mấy thằng kia! Sếp. Xin lỗi ông anh, bọn trẻ nó có lớn mà nó không có khôn. Nhưng tôi không quen biết cậu. Nhưng tôi thì có, tôi rất ngưỡng mộ anh. Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi? Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Ông anh đúng là người hiểu chuyện. Tôi đang cần mua lại khu đất xóm Niều để làm một trung tâm thương mại. Ông anh thử nghĩ mà xem, khu vực đó từ một nơi rẻ rách không ai thèm ngó nghía, bỗng chốc trở thành một nơi sầm uất nhất thành phố. Quá là một điều tốt phải không? Tôi không bán, xin phép. Rượu mời không uống, để tao cho mày uống rượu phạt. À. Đâu rồi? Đâu rồi? Sao không thấy ai thế này? Ba! Mọi người ơi! Sao thế con? Này, con sẽ định đi thực hiện phi vụ đầu tiên. Mục đích của con là gì? Con muốn dùng toàn bộ số tiền trong phi vụ lần này để xây dựng trường học cho các em nhỏ cơ nhỡ ở vùng núi phía Tây. Good boy! Dì ủng hộ con! Để chú đi cùng con! Tôi nữa! Nó trưởng thành thực sự rồi đấy. Cảm ơn mọi người. Con muốn hành động một mình. Trước và sau này sẽ vẫn luôn như vậy. Khá lắm. Tốt lắm con trai. Mong rằng nó sẽ không gặp phải chuyện gì bất trắc. Thank you.
lại đi ăn đâu rồi? Muốn gì? Nay xong bạn có hai lựa chọn: dọn đi và để lại miếng đất này, hoặc là lăn xuống. Nào, khôn ngoan lên chứ, cứng đầu là chỉ có thiệt thân thôi. Ở đây thì phải biết mình là ai. Tôi nói rồi, đây là khu xóm của chúng tôi, là gia đình của chúng tôi. Phải đấy, bọn tôi sẽ không đi đâu cả. Sao? Muốn gì? Thằng mặt rỗ kia! Nếu các người vẫn cố chấp thì cũng không yên tới bọn này đâu. Hả? Hả? Gì gì? Ông đang đe dọa tôi? Rồi, tôi hứa sẽ mồi yên mả đẹp cho các người. Cuối cùng các em nhỏ cơ nhỡ đã có thể tới trường rồi. Ba ơi! Ba ơi! Mọi người ơi! Con đã về! Khỏi đây. Ai đã gây ra chuyện này? Không còn nhiều thời gian đâu, mau rời khỏi đây. Chạy mau. Nhanh lên.
3. Chú Tuyến, chú Trung, chú Việt. Con xin lỗi vì đã về muộn. Mọi người hãy yên kỷ. Lupin, con định đi đâu vậy? Cảm ơn công nuôi dạy của mọi người. Với con, chúng ta luôn mãi là một gia đình. Kể từ giây phút này, con đã nhìn thấy sứ mệnh của mình. Đã đến lúc con tự bước đi trên chính đôi chân của bản thân. Dì và chú hãy bảo trọng. Để nó đi. Người dân giấu mặt đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng trường học cho các em nhỏ cơ nhỡ ở khu vực ngoại ô phía Tây. Nét mặt mừng vui và hạnh phúc của các em khi háo hức chuẩn bị được đến trường. Đó là tin tức cuối cùng. Hẹn gặp lại quý khán thính giả ở bản tin sau. Tôi nghe. Thám tử Seloqui, xin hãy giúp tôi. Toàn bộ giấy tờ về dự án xây trung tâm thương mại của tôi đều bị biến mất. Công ty thì bốc cháy một cách bất thường.